Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường. Hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài tiếp theo trong chương 8, Động vật và đời sống con người. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong nền kinh tế ở địa phương như thế nào. Về phần thứ nhất đó là phần yêu cầu, à, các em sẽ tìm hiểu các nguồn thông tin từ sách báo nè, từ thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức về một số động vật và nó có tầm quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế ở địa phương phần thứ hai à, trong phần thứ hai này thứ nhất đó là về đối tượng nè các em sẽ được tìm hiểu một số loài động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương ví dụ như là các em có thể tìm hiểu về các giống vật nuôi như là gia súc gia cầm hay là một số vật nuôi khác ở địa phương vân vân à, về nội dung các em sẽ được tìm hiểu về tập tính sinh học của chúng điều kiện sống và một số đặc điểm sinh học của động vật mà các em chọn để mà chúng ta tìm hiểu à, về cách nuôi liên hệ với điều kiện sống và một số đặc điểm về sinh học của chúng thứ ba đó là ý nghĩa kinh tế của vật nuôi đó đối với gia đình và ở địa phương về phương pháp thì các em sẽ thu thập thông tin từ sách báo phổ biến và có khoa học thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất ở địa phương trong cộng đồng hoặc là ngay trong gia đình của mình đó là cái phương pháp các em sẽ tìm hiểu về phần thu hoạch các em sẽ tổng kết những nội dung đã tìm hiểu thành một bài báo cáo và khi nào chúng ta quay trở lại trường học thì mỗi nhóm sẽ thông báo kết quả của nhóm mình trước lớp tầm 3 đến 10 phút Sau đây là một số câu hỏi gợi ý bài tập Dựa vào những câu hỏi này, các em có thể hoàn thiện được bài báo cáo của nhóm mình nhé Câu hỏi thứ nhất, địa phương em thường nuôi những động vật nào nè Câu thứ hai, các động vật nuôi ở địa phương em có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế À, sau đây là một số nội dung gợi ý để các em hoàn thiện cái bài báo cáo của mình ở câu thứ nhất nè như các em đã biết thì hầu hết các địa phương ở Việt Nam đều nuôi các loại động vật như là gia súc nè gia súc như là trâu bò dê lợn vân vân hoặc là nuôi các loài da cầm như là gà vịt ngang ngỏng à, bên cạnh đó có thể là người ta sẽ nuôi cá tôm ba ba lương vân vân À, và các hình thức nuôi tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình và từng địa phương Mà có thể nuôi theo dạng hình thức như là chăn thả để con vật tự đi kiếm ăn Và có thể là cung cấp thêm thức ăn cho nó Hay là người ta sẽ nuôi nhốt trong chuồng trại và cung cấp toàn bộ thức ăn cho vật nuôi đó à, Về câu hỏi 2 đó là vật nuôi ở địa phương có ý nghĩa kinh tế như thế nào. Như các em đã biết, ví dụ như là trâu bò nè, ngoài cung cấp sức kéo chúng có thể nuôi để lấy thịt, lấy sữa, vân vân. Lợn đó là nguồn cung cấp thịt rất là quan trọng. Như là gà, vịt, ngang, ngỗng cũng cung cấp thịt, ngoài ra còn cung cấp trứng cho con người. Rồi cá tôm, đó là nguồn thực phẩm có giá trị về dinh dưỡng. À, chó, mèo là những vật nuôi trong nhà, chúng sẽ giúp giữ nhà, diệt chuột, vân vân À, ngoài ra một số vùng người ta còn nuôi dê nè hươu ba ba lương, rắn chim cảnh vân vân thì những loài động vật này ngoài cung cấp thực phẩm đặc sản có giá trị thì người ta có thể sử dụng chúng để làm cảnh nè làm dược liệu vân vân à, đó là ý nghĩa kinh tế của một số động vật nuôi ở địa phương à, như vậy thì tùy vào điều kiện tự nhiên ở môi trường địa hình mà mỗi địa phương sẽ chăn nuôi những loài động vật nuôi khác nhau nè, sao cho phù hợp với điều kiện đó à, để thu lại nguồn kinh tế hiệu quả nhất. Như vậy các em sẽ tự tìm hiểu xem ở địa phương của mình người ta thường chăn thả hay nuôi trồng những loài động vật nào. Em sẽ tìm hiểu kỹ về động vật đó. Ví dụ như là giống vật nuôi ở địa phương em là giống vật nuôi gì cụ thể giống vật nuôi đó ra nè. Rồi điều tìm hiểu xem coi là điều kiện môi trường sống của chúng như thế nào để chúng tăng trưởng một cách tốt nhất. Ví dụ như là điều kiện thức ăn, và chuồng trại xây dựng như thế nào, nguồn nước ra sao, vân vân. Đấy, à, các em sẽ tự tổng hợp lại thành một bài báo cáo nhé. Như vậy, phần hướng dẫn của cô đến đây là kết thúc. Mến chào các em.